Tập 34. Gọi mày mà sao không để ý tới tao? Có ai nói chuyện với tôi à? Hình như là không khí. Mày vô duyên vô cớ giận hơn gì chứ? Xin lỗi, trong không khí có tiếng ồn. Tôi đã tìm ra nguyên nhân tạo nên tiếng ồn đó. Mày có thể nói chuyện đàng hoàng chút không? Xin lỗi, tôi không thể nói chuyện với sinh vật không thuộc loài người. Mày đang chửi ai thế hả? Mày chửi ai? Đừng đụng đến tôi. Nam nữ thỏ thỏ bất thân. Tao chỉ biết là phụ nữ hay nổi giận lung tung. Không ngờ robot nữ cũng y như vậy. Có phải chủ nhân của mày dạy mày không? Nói. Mày nói đi. Đừng đụng đến tôi. Tao đụng mày đó rồi sao? Đụng tôi nữa thì tôi kêu lên đấy. Mày tính kêu ai? Kêu đi, kêu đi. Vô lễ, vô lễ, vô. Nếu mày không gọi chủ nhân mày ra, vô lễ, hôm nay tao sẽ vô lễ. Vô lễ với mày thật đó. Tao vô lễ nè. Xem mày làm được gì nào. Xem làm được gì. Mày kêu đi, kêu lên đi. Kêu lên. Tắt hệ thống. Hệ thống đã được tắt. Lập trình đã được khởi động lại. Mày trêu tao à? Trêu tao đúng không? Trêu tao à? Nói mau. Nói. Kêu chủ nhân mày ra đây. Hệ thống đã tắt. Hệ thống đã tắt. Đây là nước uống mà tôi và Dịch Giao mua cho mọi người. Cảm ơn. Đường Tiểu Mễ đã về rồi. Ngày này mà cô ta không về sớm chứ. Thật ngưỡng mộ. Không có một chút áp lực nào cả. Không giết nữa, không giết nữa. Tôi về trước đây các anh em. Cứ thế này mãi thì có mà giết cả đời. À, cảm ơn nước của anh nhé. Xem sau khi gặp thầy Miêu xong thì ý tưởng cũng nhiều hơn. Tiếp tục làm việc đi. Tôi có chừa cho Dora này. Chút nữa đưa cho cô ấy. Này, thưởng cho em đó. Dù gì thì anh cũng uống không quen. Tại sao lại dùng ánh mắt đáng thương này để nhìn em chứ? Không sao đâu, em không để ý họ nói gì về em. Cũng phải. Dù gì em cũng chuẩn bị lên một vị trí cao rồi. Ở trên cao thì phải chịu gió lạnh. Em nên tập quen đi. Nè, anh chán sống rồi hả? Lại dám chăm chọc em. Có phải anh muốn sau này phải sống với nỗi ám ảnh bị em đàn áp không? Em nghĩ là anh dám chăm chọc em sao? Em giỏi hơn anh. Anh bằng lòng để bị em đàn áp. Vậy thì còn được. Nhưng anh muốn hỏi em một chuyện. Em thực sự vì dự án lần này mà cố hết sức vậy sao? Em gần như xem công ty là nhà mình rồi. Có cần anh từ nhà đem cái chăn vào rồi làm liều cho em không? Rốt cuộc anh chăm chọc em đủ chưa? Anh đang nghiêm túc đó. Có chăm chọc đâu. Em tăng ca cũng tại vì muốn truyền đạt ý tưởng của thầy Miêu thật tốt. Tiện thể tham gia hôn lễ của Hách Điềm. Nếu như bây giờ không tranh thủ hoàn thành công việc thì làm sao có tâm trạng để phá cậu ấy chứ? Nói đến cậu ấy, ngay cả hẹn hò cũng không nói với chúng ta, rồi đột nhiên đám cưới. Đúng là lạ thật. Chuẩn đó. Ít khi anh lại tò mò như vậy. Anh ủng hộ em. Bắt cậu ấy hỏi cho ra lý lẽ. Được đó, em sẽ treo cậu ấy lên tra hỏi. Nói thì nói vậy thôi, nhưng đến lúc hôn lễ em nghĩ là em vẫn sẽ bị cảm động, rồi nức nở khóc cho xem. Mà đến lúc đó nếu em thật sự trở nên đáng xấu hổ như vậy, anh nhớ nhắc em, đừng để em khóc trước đám đông. Anh không làm gì đâu. Lúc đó anh sẽ chụp ảnh lại, rồi đem tấm ảnh đó treo trong nhà em. Để làm gì? Để trấn tà à?
Sao lại xấu xa như vậy? Thật là... Anh nói xem cậu ấy sao lại lạ đời như vậy? Có khi nào gặp phải vấn đề tình cảm thì rất là yếu đuối. Nói không chừng bây giờ đang đa sầu đa cảm khóc lóc ỉ ôi. Em không yên tâm chút nào. Em có nên gọi điện thoại hỏi thăm không? Gọi đi. Đúng lúc cậu ấy gọi tới nè. Alo, Hách Điềm à? Dịch Giao, cậu có thể cho mình số liên lạc của Lý Mạc Đan và Dương Đan không? Mình muốn mời họ. À, mình có. Chút nữa mình sẽ gửi cho cậu. Xem ra không có gì đáng để tội nghiệp cậu ta rồi. Nghiêm túc thật sao? À, vậy nha. Có đến hay không? Không đến. Tại sao không? Đi nghỉ dưỡng rồi. Vậy không về được à? Đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài đó. Gọi cho bên đại sứ quán. Thôi anh đừng ép bạn bè của em nữa. Họ đã cố gắng lắm rồi. Bên anh cũng có nhiều hơn bên em. Được bao nhiêu người đâu? Em có biết nhìn số không? Nhiều hơn nhiều. Bên phía anh ngay cả bạn tiểu học cũng mời luôn à? Thật không biết xấu hổ. Xấu hổ á? Đỡ ơn sắp bị lấy mạng rồi này. Còn nghĩ tới chuyện xấu hổ à? Trận chiến này phải tính cho kỹ và nghĩ kỹ xem. Còn bạn bè nào ở ngóc cách nào đều tập trung hết lại. Nếu không khai trương thì thôi. Còn mà khai trương thì phải ăn cả năm luôn. Nhưng quan trọng là tư tưởng, sự thống nhất đoàn kết trong ý thức. Chúng ta nên để vấn đề này sang một bên đi. Hôm lễ anh đã bố trí xong chưa? Không được để quá khó coi đó. Chắc chắn rồi. Mọi thứ đã được chuẩn bị đâu ra đó. Nhưng còn em, không phải em cứ càm ràm vì vụ áo cưới đó sao? Liệu không phải là dùng mùng ngủ đắp lên đó chứ? Dĩ nhiên là không rồi. Từ lúc em 3 tuổi thì đã mơ nghĩ đến hình ảnh mình mặc váy cưới rồi. Tối qua em đã lên mạng chọn xong váy cưới cho mình rồi. Còn có thể dùng ứng dụng để trả tiền theo đợt. Rất là tiết kiệm. Trong ngày cưới em sẽ mặc bộ váy cưới đó. Sẽ giống như là tiên nữ vậy. Kiểu lấp la lấp lánh. Em đã nói chuyện với bố mẹ chưa? Chuyện lớn như vậy, em vẫn chưa nghĩ ra sẽ nói với họ thế nào. Anh nói chưa? Anh không tính tạo cho ba mẹ sự bất ngờ như vậy. Thành hay bại là do lần này. Ngày mai sẽ được thôi mà. Hôn lễ xin được chỉ bảo nhiều hơn. Chỉ bảo nhiều hơn. Có thể vào trong ngồi. Đến đây, không quản đường xa đến đây. Quang ngên, vất vả quá. Có thể vào trong ngồi. Trăm năm quà hộp, đã lâu không gặp. Ăn uống thoải mái nhé. Tạm biệt, đi đây. Lát gặp, cậu ấy là bạn từ bé của anh đó. Đâu ra câu đã lâu không gặp chứ. Xin chào. Đến đây, chúc mừng. Của Đỗ Đỗ cho tôi cũng được. Sao mà cũng được chứ? Sao lại không được? Ban nãy em đã lấy một cái của anh rồi. Em giữ giúp cho, đừng có làm mất. Em cầm giúp cho mà. Chúc mừng. Hai người yêu nhau từ bao giờ vậy? Mới tốt nghiệp đã kết hôn rồi. Đã âm thầm bắt đầu từ khi mà mọi người không biết đó. Chuyện này vô cùng đột ngột. Vào trước đi. Lát gặp. Xin chào. Cảm ơn. Bạn anh xanh không tiễn. Anh tiễn được sao? Trần Hàn, đã lâu không gặp. Nhớ quá đi. Đúng là nhớ các cậu quá đi. Hôn lễ của hai người thật độc đáo. Tất nhiên. Có tin vui hay sao? Sao nhìn ra hay vậy? Chúc mừng hai người lên chức bố mẹ. Chúc mừng. Làm bố mẹ. Lì xì. Tôi còn chưa nói với bố mẹ mình nữa. Vào trong ngồi đi. Ăn uống thoải mái. Tạm biệt. Mọi người đều ngồi vào trong đi. Vào trong ngồi là được. Nhất định phải hạnh phúc đó. Tất nhiên rồi. Sao phản ứng nhanh quá vậy? Thấy tiền sao không nhanh cho được? Không phải em có quen biết với người ta không? Mà đã lấy rồi. Hôm nay không quen biết, sau này sẽ quen thôi. Lì xì cũng là của anh. Mau lên, có người kìa.
Đỗ Đỗ, anh vì tiền mà bất chấp tất cả. Người anh em. Hai người thật sáng tạo. Người ta kết hôn đều mặc đồ cưới. Sao hai người lại chơi cosplay chứ? Cái này cũng đẹp mà. Nhìn gì vậy? Không, chị tôi không đến. Sao cậu cứ nhớ nhung chị tôi vậy? Rốt cuộc lại kết hôn với ai đây? Tất nhiên là do Hách Điềm rồi. Tôi nói này, ngày đại hỷ của tôi, sao chị cậu không đến được chứ? Không phải, hôm nay chị ấy phải thi, không đến được. Bảo tôi nói với mọi người xin lỗi. Thôi, tôi biết cậu nhớ nhung lì xì của chị tôi. Khách sáo quá rồi. Chị ấy chuẩn bị hai phần cho hai người. Nào, vẫn là cố xăm tay tốt bụng. Qua đây. Chúng ta quen nhau 4 năm. Hai chị em cậu đang chơi khăm đồng đội đấy à? Chơi khăm gì chứ? Khó khăn lắm mới gặp được người yêu thương nhau, sống bên nhau cả đời. Đối xử với người ta cho tốt. Chúc mừng, chúc mừng. Đã lâu không gặp. Cảm ơn, cảm ơn. Mời vào ngồi. Đó chẳng phải là bạn học của anh sao? Dù sao anh cũng đã ở đó, em nhận thay anh thôi. Đâu có cần, cảm ơn. Vô cùng cảm ơn, cảm ơn. Ăn uống thoải mái, đâu có cần em cầm. Anh không cầm được, đừng có xòe ra, tiền chạy đi hết. Không có mà, chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Hai người đến rồi sao? Dịch Giao, chúc mừng. Cô gái trong truyện tranh giờ đã quá thân thành công chúa rồi. Sau này cậu sẽ là cô công chúa trong nhà rồi đó. Nếu Đỗ Đỗ mà bạc đãi cậu, cậu cứ nói với tôi và Dịch Giao. Hai chúng tôi sẽ đánh cậu ấy. Hai cậu tốt quá. Dậy quá đi. Cảm ơn hai người. Tôi muốn mượn bạn gái của cậu một lát. Hai cậu tán gẫu đi. Đi. Dạo này thế nào? Vẫn ổn. Chúc mừng, chúc mừng. Vô cùng cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Ăn uống thoải mái. Mời vào trong. Hôm nay có biết bao nhiêu người. Cậu muốn ở với mình vậy sao? Họ không sao chứ. Kệ họ đi. Họ đều bảo đêm trước hôn lễ phải ở cùng với người bạn thân nhất để ăn mừng đêm độc thân. Đêm hôm qua mình không ở với cậu, hôm nay mình phải bù đắp lại. Nói chuyện nghiêm chỉnh đi. Cậu và Đỗ Đỗ kết hôn sao đột ngột quá vậy? Chắc không có lý do gì khác chứ. Mình biết là cậu muốn hỏi chuyện của xăm tay. Mình đã nghiêm túc suy nghĩ. Đó đều là do bản thân mình đơn phương mà thôi. Vậy thì phải làm sao chứ? Cũng đến lúc từ bỏ rồi. Được. Cậu kết hôn tất nhiên mình mong cậu hạnh phúc. Nhưng mình không muốn cậu vì cảm động hay vì nguyên do gì khác. Cậu hiểu mà. Mình biết. Được rồi. Nếu cậu không muốn kết hôn, còn có một cơ hội. Mình đưa cậu đi trốn. Tôi thật sự không ngờ chúng ta tốt nghiệp lần đầu tiên tụ tập lại lại là do Đỗ Đỗ kết hôn. Thằng nhóc này khá đấy. Thật ra tôi cũng không ngờ mình ngốc như vậy, thường ngày lại chậm chạp. Mình thật sự không ngờ cậu xem mình như bạn tốt. Ôm cái nào. Công chúa ơi, công chúa nhất định phải hạnh phúc. Là bạn của mình đáng quý như vậy. Bạn mình cũng đâu có nhiều. Nhất định phải sống thật tốt. Đỗ Đỗ tốt lắm, cậu yên tâm. Dì mình hay nói, con người mình lề mề chậm chạp, lúc nào cũng giống như con ốc sên. Lần này mình khó khăn lắm mới bò tới trước mặt người khác. Tuy rằng mình cũng khá sợ hãi về tương lai, mình cũng không biết sẽ ra sao. Nhưng bò về phía trước vẫn tốt hơn đứng tại chỗ. Đúng không Dịch Giao? Tóm lại nếu cậu ấy bạc đãi cậu, nói mình biết, mình sẽ giết cậu ấy. Nhất định. Đi thôi. Lát gặp nha. Nào, qua bên đó. Nhưng tôi vẫn nói câu nói đó. Một khi tìm đúng mục tiêu thì phải ra tay quyết đoán, chuẩn, vững nhanh. Không giống cố xăm tay vô dụng hết sức. Liên quan gì tới tôi chứ? Cảm kích vô cùng, cảm kích vô cùng. Cảm ơn, cảm ơn. Ăn uống thoải mái. Khi anh đã yêu đương, cậu thì độc thân. Bây giờ tôi kết hôn luôn rồi, cậu vẫn độc thân. Người anh em đâu thể độc thân cả đời được. Hôm nay cậu đổi sang họ Cố sao? Là bố tôi à? Tôi lo cho cậu mà. Thật ra tôi đã nghĩa giúp cậu rồi. Cậu nhìn cậu này xem, mặt nào cũng tốt. Gả đi nhé. Vô cùng cảm ơn. Ăn uống thoải mái. Đừng có nhầm vào tôi. Tôi đã là qua có chủ rồi. Đừng ghép bậy.
Hai người có thể ghép thành một đôi. Đi đi. Hai người tưởng tôi là dép lê sao? Ghép đại cũng ra một đôi. Qua đây. Qua đây nói chuyện. Hai người có khả năng đó. Đối xử với Dịch Giao thật tốt. Nếu không, không biết ngày nào đó tôi sẽ chăm sóc cô ấy thay cậu. Tự tôi sẽ chăm sóc tốt. Cậu yên tâm. Là tôi. Rất vui khi mọi người có thể gác lại trăm công nghìn việc, dành thời gian tham dự hôn lễ của tôi và Hách Điềm. Tại đây, hai chúng tôi xin chân thành. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn lời chúc phúc của mọi người. Đúng. Không nói nhiều lời nữa. Đồ ăn thức uống đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người khai tiệc đi. Sau khi ăn xong, cô nhà ăn vẫn sẽ nói thêm cho mọi người mà. Cảm ơn trường, cảm ơn cô, cảm ơn mọi người. Đưa hết mình đi. Khoan khoan khoan. Quay lại. Thế là xong à? Tiệc giáo ngoại sao? Tiệc giáo ngoại cũng đâu qua loa như vậy chứ. Muốn có thành ý. Thành ý đúng không? Đúng đó. Chúng tôi muốn nhẫn kim cương. Chúng ta muốn có nghi lễ, đúng không cô dâu? Trả lời đi. Trả lời. Thật ra không sao cả. Chúng tôi... Cậu... Hôm nay các cậu có thể đến đây. Chúng tôi cảm thấy rất vui. Từ tận đáy lòng mình. Vậy sao mà được chứ? Là một cô dâu, sao lại không có yêu cầu gì chứ? Chúng tôi ngồi ở đây là nhà mẹ đẻ của cậu. Chúng tôi yêu cầu thay cậu. Đúng đó Đỗ Đỗ. Không có nhẫn kim cương, không có hoa tươi thì thôi đi. Không có cầu hôn luôn sao? Cầu hôn đi. Cầu hôn. Cầu hôn. Cầu hôn đi. Cảm ơn mọi người. Chuyện này chúng tôi đã giải quyết riêng rồi. Giải quyết riêng đâu có xứng làm anh hùng hảo hán. Chúng tôi muốn bây giờ. 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 Giúp anh một việc. Cái này cho em. Cầm đi. Cái này cho anh. Cảm ơn. Đáng yêu lắm nhóc. Nào. Sự thật chỉ có một. Đó chính là chị. Làm tốt lắm. Chuyện tới nước này chỉ có một yêu cầu. Hết điểm. Lấy anh nha. Thế mà là cầu hôn sao? Không đủ. Chúng tôi muốn có âm nhạc. Muốn có ánh đèn. Nào.
Nào, Đỗ Đỗ, cậu có thể nghiêm túc hơn được không? Người ta sẽ theo cậu cả đời đó. Cả đời? Có gì thắc mắc đâu. Có phải cậu muốn bị đòn không hả? Cả đời. Em đã sẵn sàng chưa? Anh thì sao? Hết điểm. Những ngày qua em đã vất vả. Anh hy vọng bắt đầu từ hôm nay, mỗi một ngày trong tương lai, em sẽ sống ngọt ngào như viên kẹo này. Ít nhất ngày nào cũng có kẹo để ăn. Ban nãy cậu la gì đó? Bọn mình không có nghe thấy. Đúng đó, đúng vậy, không có nghe. Không nghe thấy. 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 Bà xã. Đứng dậy đi. Yêu cầu Đỗ Đỗ kể lại hành trình trái tim của mình. Hành trình trái tim gì chứ? Sao đâu cũng có phần của cậu vậy? Có thôi đi không? Đi lấy chai rượu qua đây. Được được được. Nào. Sao cậu gợi đòn quá vậy? Nào nào. Thật ra, tất cả những gì tốt đẹp giữa hai chúng tôi đều bắt nguồn từ chai bia đáng chết. Tất nhiên chuyện này có thể các cậu không biết. Tóm lại, mọi người có thể nghe thấy không? Nghe. Vậy thì không cần cái này nữa. Hai chúng tôi đúng tiếng xét ái tình. Thật ra tôi rất muốn nói vậy, vì nếu thế thì tôi có thể tiết kiệm rất nhiều lời nói, không cần phải nói thêm về hành trình trái tim nữa. Tất cả đều giao cho thần khi biết là xong. Nhưng chúng tôi không phải. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp mặt cô ấy, anh thực sự rất ghét em. Ghét lắm. Hôm đó trên xe buýt rất đông người, vốn dĩ đã rất chen chúc, xe còn lắc lư. Sao vậy? Tôi không có giấy. Lấy giấy, lấy giấy. Xin lỗi. Cái quần mới của tôi. Cô gái này đổ cả chai sữa chua lên người của tôi. Bây giờ nghĩ lại còn thấy. Sau đó lúc thì cô ấy giật máy chụp hình của tôi, lúc thì đẩy tôi xuống hố, mặc kệ tôi. Cậu chờ ở đây nha, đừng có chạy đi đâu đó. Tôi quay lại ngay. Tôi thề với trời, tôi nhất định không chạy đi đâu được hết. Sau đó tôi đã không rõ khoảnh khắc nào. Cậu uống một mình đi. Đột nhiên anh cảm thấy không ghét em vậy nữa. Em chỉ là một cô gái, em cũng sẽ khóc, cũng cần người ta che chở. Chỉ là không có ai, không ai phát hiện điều này mà thôi. Không có ai. Không có ai. Mấy người đều mù. Mấy người đều mù. Là một người bạn tốt. Cô ấy rất xuất sắc. Tuy tôi chưa từng vào ký túc xá nữ, nhưng tôi dám khẳng định trong phòng sẽ không khiến bất kỳ ai thấy khó chịu, đúng không? Không như cậu, Tề Minh, Cố Xăm Tay, Lâm Nhiên. Cô ấy là một người bạn tốt.
Càng là một người vợ tuyệt vời. Mỗi một ngày ở bên em, anh đều vui vẻ, cảm động. Không phải là sự cảm động lớn lao, mà là... Em hiểu mà. Ở bên cô gái như em, anh cho rằng là chuyện rất hạnh phúc. Hách Điềm, em có bằng lòng cùng anh chia sẻ tất cả niềm hạnh phúc trong cuộc đời không? Cùng anh nếm trải mọi chua xót, ngọt ngào, đắng cay không? Bằng lòng không? Em đồng ý. Em đồng ý. Em đồng ý. Đồng ý. Thật ra, từ lúc bắt đầu, tôi cũng rất ghét anh ấy. Có bạn đã hoàn thành tác phẩm của mình, chúng ta kiểm tra xem. Anh ấy giật máy chụp hình của tôi, chọc ghẹo tôi. Vốn dĩ cũng đến lượt tôi rồi, cậu đừng giành với tôi. Đến lượt tôi chụp rồi, tôi xin cậu đó. Ức hiếp tôi. Quan trọng nhất là anh ấy từng lừa gạt tình cảm của tôi. Anh có... Cậu yêu thầm tôi sao? Tôi thừa nhận tôi từng thích cậu, nhưng đó đều là chuyện quá khứ rồi. Cho nên sau này tôi sẽ không thích cậu nữa. Tôi có. Nhưng mà dần dần tôi cũng không biết bắt đầu từ lúc nào. Mỗi ngày anh ấy ở bên cạnh tôi khiến cho tôi vui, cũng như ban nãy trêu đùa mọi người vậy. Người khóc cùng tôi là anh ấy, người nghĩ ra những trò vui cũng là anh ấy. Và điều quan trọng nhất, người cần tôi là anh ấy. Vì vậy tôi hy vọng bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi một ngày trong tương lai, hai người chúng ta có thể ở bên nhau hạnh phúc, đừng cãi nhau nữa. Còn nữa, con người tôi thích chúc phúc cho người khác, rất thích làm chuyện thế này. Nhưng ngày hôm nay, giây phút này, bây giờ, tôi muốn chúc phúc cho chính mình. Cậu đứng đó làm gì? Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi. Hôn thêm cái nữa. Hôn nữa đi. Hôn thêm nữa đi. Hôn thêm cái nữa. Thank you.
Không ngờ Hách Điềm lại là người đầu tiên kết hôn trong số chúng ta. Lúc trước cảm thấy kết hôn khá là xa xôi, phúc chốc đỡ ngay trước mắt. Biết đâu người thứ hai sẽ là em đó. Người ngốc có phúc riêng. Em kết hôn với ai chứ? Cũng phải có người mới được. Vậy thì anh tìm em. Anh nhìn tới nhìn lui vẫn thấy em hợp với anh nhất. Ở đây không hay lắm đâu. Có gì không hay đâu. Thôi vậy tới nhà rồi. Đi đây, tạm biệt. Lên đi. Không nói gì với em sao? Hôn thêm cái nữa. Được rồi, thỏa mãn rồi, về đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Tôi nói bạn nghe, cái món này không ăn vậy đâu. Nếu ăn thế thì sẽ mất vị ngay. Vậy phải làm sao? Để tôi chỉ cho. Cô Ngôn, cô Ông, Tề Minh, cháu đến sao? Về nhà xem thế nào. Được được, đi đường cẩn thận. Càng lớn càng đẹp trai. Đúng đó, nhìn thằng bé đi. Bà nói xem Nguyễn Tâm sao mà số sướng thế. Nếu tôi có cô con gái thì tốt quá. Có thằng bé đẹp trai giỏi giang như vậy, còn có tình có nghĩa. Nào nào, qua nhà tôi đi. Món rau ngâm đó bà làm sao vậy? Tôi nói bà nghe để chỉ bà cho. Vẫn là chị hiểu em. Mẹ ngủ rồi à? Hôm nay ăn tiệc cưới thế nào rồi? Chị không biết thằng nhóc đó keo cỡ nào đâu. Không có hoa tươi, không có nhẫn, cần gì thì thiếu nấy. Con người cậu ấy cũng có thể có vợ, đúng là được hời. Chỉ khổ cho Hách Điềm thôi. Hôm nay các em có nói chuyện không? Có chứ, nói chuyện này chuyện kia. Thằng nhóc đó hôm nay vui lắm. Em cũng cảm thấy kết hôn là chuyện khá tốt. Người trong phòng ký túc xá các em hôm nay được có mặt sao? Chị muốn hỏi Tề Minh có đi hay không thì nói thẳng đi. Hay là muốn hỏi cảm giác em thấy họ mặn nồng là thế nào? Chị không muốn hỏi cái này. Thôi đi. Em biết chị vì nguyên do này nên mới không đi. Không nói với em nữa. Chị, em sai rồi. Ngồi đi. Chị yên tâm, em đã bị ra một lý do. Họ cũng không hỏi nhiều. Không hỏi gì chị sao? Không. Thật ra em cũng không có sai. Thật sự chị sợ Tề Minh. Sợ nhìn thấy cậu ấy thì ngượng. Vì vậy chỉ đành có lỗi với Đỗ Độ. Ánh trăng sáng là chu sa đỏ mà. Em hiểu. Em nói xem, nếu có thể quên sạch hết thì tốt biết bao. Hai chúng ta sao thê thảm quá vậy? Hát bài hát đi. Chị muốn nghe bài gì? Liên minh thất tình. Rất phù hợp với chúng ta hiện tại. Được, chờ chút, em nhỏ tiếng thôi. Được. Cô ấy luôn chỉ để lại số điện thoại. Trước giờ đều không chịu để anh đưa về. Thôi thôi. Anh chỉ muốn hỏi chiêu này của anh có hay hay không. Đỗ Độ chết tiệt. Đỗ Độ chết tiệt. Đỗ Độ chết tiệt.
Không có, không có. Đổ đồ dởm. Đổ đồ chết tiệt. Đổ đồ dởm. Đổ đồ dởm. Em là em gọi đến. Tôi mời cô đến tham dự hôn lễ của chúng tôi. Nhưng hôn lễ đã kết thúc rồi. Em biết anh cũng không muốn gặp lại em lắm, cho nên vậy mới đến. Chúc mừng hai người kết hôn. Nhận lấy đi. Thật ra em không cần phải vậy đâu. Em không có ý gì khác. Chuyện quá khứ em cũng có lỗi phần lớn. Em chỉ đơn giản chúc phúc anh. Chúc mừng anh tìm được nửa kia. Cảm ơn. Không còn chuyện gì khác. Chúc hai người hạnh phúc. Được. Xong chưa? Chuẩn bị xong. Chụp chung, chụp chung. Mau 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 mau. Đây là tác phẩm nhiếp ảnh anh hài lòng nhất. Pulitzer không còn nữa. Đỗ Đỗ, hôm nay anh ở trên sân khấu, dù uống bia vừa đập mic, nói nhiều lời như vậy, có phải thật không? Thì đó, bị đẩy lên đó, vội vàng gấp gáp, đóng kịch giả giờ thôi. Hôm nay em khóc bù lu bù loa là sao đây? Thì do đã lâu rồi, em không về trường, cho nên hoài niệm. Được. Bạn hết điểm. Hợp tác vui vẻ. Vậy anh ra tay trước đây. Anh lấy đây. Ngân 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 ngân. Đỗ Đỗ, trên lì xì đều có tên. Đây là của anh. Cảm ơn. Cô dịch giao đưa. Bên trong còn có thư nữa. Viết tay đó. Dường như vẫn còn đắm chìm trong thời gian đại học non nớt. Chớp mắt cậu đã kết hôn rồi. Thật lòng chúc phúc cho cậu. Từ bỏ quá khứ, tìm được tình yêu đích thực. Đúng rồi. Đừng từ bỏ hết điềm đáng yêu của ngày trước. Khi nào rảnh, nhất định phải đến tìm mình. Đi uống rượu ở nhà hàng. Cưỡi ngựa gỗ ở cung Hải Dương. Đi hóng gió ăn kem ở sân thượng nào đó. Tính tình của mình không tốt. Mà cậu là người bạn duy nhất của mình. Có thể chứng kiến sự hạnh phúc của cậu là chuyện vui nhất của mình. Nhất định phải hạnh phúc đó. Sao thế? Còn khóc nữa chứ? Em có lỗi với họ. Em là tên lừa đảo. Cũng đã lừa rồi. Cũng đã làm rồi. Nếu cậu ấy biết, mấy hôm nữa chúng ta sẽ ly dị. Liệu cậu ấy có đau lòng lắm không? Chúng ta tổ chức nghi thức này giống chỉ là để ly dị mà. Em không muốn lừa họ. Em không muốn số tiền này nữa. Chúng ta làm sao đây? Hết đi mà. Hết đi. Em nhìn anh đi. Nào. Em nhìn anh đi. Chúng ta cứ như là đã vay tiền vậy. Tạm thời đặt cọc tình bạn của nhau vào. Sau này chúng ta có tiền sẽ trả lại họ gấp đôi gấp bội.
Nhưng chúng ta cũng đã lừa gạt tình cảm của họ rồi. Vậy nếu chúng ta cứ tiếp tục một cách tạm bợ thế này, có phải không xem như lừa gạt không? Thử xem. Cảm ơn mọi người hôm nay đã chiếu cố cho. Chúng tôi nhất định sẽ sống thật hạnh phúc.